Quý vị và các bạn đang đến với bản tin tối hôm nay, ngày 16 tháng 3 trên các nền tảng của FBNC. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Trên thế giới, nước Mỹ lần đầu tiên có bộ trưởng là người da đỏ. Việt Nam vướng 4 đại án, ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 30 năm tù và bồi thường tổng cộng 830 tỷ đồng. Tiêu điểm Hàn Quốc hy vọng Triều Tiên tiếp tục phòng loại World cấp dù Covid-19. Bức ảnh trong ngày, thu hồi xe cũ nát giảm nguy cơ tai nạn giao thông. Thưa quý vị, tin tức thế giới sẽ mở đầu bằng tình hình chính trị của nước Mỹ. Với 51 phiếu thuận và 40 phiếu chống, Thượng viện Mỹ vừa phê chuẩn bà Haaland làm bộ trưởng nội vụ kế tiếp, trở thành người da đỏ đầu tiên trong lịch sử nắm giữ một vị trí chính thức trong nội các chỉ với 51 phiếu thuận, bà Haaland là bộ trưởng được phê chuẩn có số phiếu ủng hộ thấp nhất trong các ứng cử viên dưới thời Tổng thống Joe Biden. Phía đảng Cộng hòa chỉ có 4 người bỏ phiếu thuận cho bà Haaland là nghị sĩ Lisa Murkowski, nghị sĩ Dan Sullivan cùng của bang Alaska, nghị sĩ Susan Collins của bang Maine và nghị sĩ Lindsay Graham của bang South Carolina. Được biết, Bộ Nội vụ Mỹ không phải chuyên về các vấn đề an ninh như các nước khác, mà chủ yếu là về quản lý đất đai, các công viên, các khu bảo tồn hay các mỏ khoáng sản. Phát biểu sau khi bà Haaland được thông qua, lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói, việc xác nhận bà Haaland cho thấy rằng chính phủ hiện tại đang rất đa dạng về mọi thành phần chủng tộc của đất nước. Người Mỹ bản địa đã phải chờ đợi quá nhiều thời gian để có một vị trí trong nội các và có tiếng nói mạnh hơn. Đảng theo đường lối bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gặp thất bại nặng tại hai cuộc bầu cử địa phương diễn ra gần đây, có thể do các nguyên nhân liên quan đến đối phó Covid-19 không được tốt của chính phủ. Tại các cuộc bầu cử chọn lãnh đạo ở hai bang baden württemberg và rhineland palatinate đảng CDU của Thủ tướng Merkel đều thua đậm trước các đảng ARD và ZDF Điều này đã phủ một bóng đen lớn trước đợt tổng tuyển cử trên cả nước vào ngày 26 tháng 9. Sự kiện sẽ chọn ra thủ tướng kế tiếp lãnh đạo nước Đức. Bà Merkel cho biết đây sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng và bà sẽ không tiếp tục tranh cử nữa. Thủ tướng Angela Merkel lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu từ năm 2005. Vệ tinh đầu tiên của Paraguay đã bay ra quỹ đạo sau khi được thả từ trạm không gian quốc tế ISS. Đây là vệ tinh được các kỹ sư Paraguay chế tạo tại trường đại học công nghệ Kyushu của Nhật Bản. Vệ tinh hình khối có mỗi chiều 10cm và nặng khoảng 1kg. Sau khi lên quỹ đạo, vệ tinh sẽ làm nhiệm vụ thu thập các hình ảnh về môi trường ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Đại học công nghệ Kyushu của Nhật có nhiều kỹ sư và sinh viên từ khắp thế giới. Ngoài Paraguay, còn có Nepal, Sri Lanka và nhiều nước đang phát triển khác. Hiện đại học này có 18 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo ngoại trưởng ai cập samet shawky mới đây cho biết nếu thổ nhĩ kỳ muốn bình thường hóa quan hệ thì phải chứng minh bằng những hành động cụ thể ai cập cũng cho biết thời gian qua hai nước bắt đầu có liên lạc với nhau nhưng vẫn hạn chế ông nói không có cuộc đối thoại nào ngoài trừ một vài lần tiếp xúc từ các nhà ngoại giao nếu thổ nhĩ kỳ có các hành động thực sự tôn trọng lợi ích và mối quan hệ với ai cập tôi tin cánh cửa sẽ luôn mở ra Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trước đó cũng xác nhận hai bên có tiếp xúc, nhưng không phải phái đoàn cấp cao. Được biết, quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập bắt đầu đổ vỡ sau cuộc đảo chính của quân đội nhằm lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi, người được bầu một cách tự do và dân chủ vào năm 2013 và có quan hệ thân thiết với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đài truyền hình NHK, chính phủ Nhật Bản sẽ sớm tăng thuế lên thịt bò nhập từ Mỹ. Đây là sự thay đổi theo thỏa thuận thương mại song phương, có điều khoản bảo vệ các nhà sản xuất nông nghiệp nội địa của Nhật theo đó, thuế có thể tăng từ 25,8% hiện tại lên 38,5% và được giữ ít nhất trong 30 ngày. Các số liệu cho thấy thịt bò nhập từ Mỹ gần đây đã vượt xa mức trần quy định theo điều khoản của Hiệp định Thương mại. Mức trần cho nhập khẩu thịt bò từ Mỹ trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 2021 là 242.000 tấn. Tuy nhiên, tổng nhập khẩu đã vượt qua khoảng 9.000 tấn. Được biết, lượng nhập khẩu thịt bò từ Mỹ tăng mạnh là do nguồn sản xuất tại Úc bị cắt giảm. Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung yong yong mới đây đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Úc Mary Spey để trao đổi về quan hệ song phương, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí năm 2021 kỷ niệm 60 năm quan hệ Úc-Hàn với nhiều thành tựu rực rỡ. Úc lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc từ năm 1961, lúc nước này vẫn còn là một trong các quốc gia nghèo đói nhất thế giới, với các di sản nặng nề từ thời chiến tranh Triều Tiên. Hai bên chia sẻ quan điểm rằng 60 năm qua, dù tình hình mỗi nước nhiều biến động, tình hình thế giới nhiều biến động thì quan hệ Úc Hàn vẫn phát triển tốt đẹp, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của hai nước. Ngoài ra hai bên cũng chia sẻ về tình hình Myanmar cũng như hợp tác đối phó COVID-19. Tháng 6 sắp tới, hai nước cùng được mời tới dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Anh mặc dù không phải là thành viên. Theo cuộc khảo sát do một cơ quan của Quốc hội Hàn Quốc tiến hành gần đây, 89% các chuyên gia nhận định rằng xã hội Hàn Quốc đang chia rẽ sâu sắc và tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn. Khảo sát được tiến hành từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 3 với 1.801 chuyên gia trong các lĩnh vực xã hội, chính trị và kinh tế. Chỉ có 9,7% cho rằng tình hình chia rẽ ở xã hội Hàn Quốc đang nằm mức trung bình. Về nguyên nhân gây chia rẽ, có đến 63,1% cho rằng do khác biệt về quan điểm chính trị, 30,9% cho rằng do chênh lệch về kinh tế. Phần lớn các chuyên gia cũng đồng ý với nhận định COVID-19 là nhân tố lớn làm các chia rẽ và bất bình đẳng trong xã hội tăng cao. Tiêu điểm thế giới hôm nay là thông tin về sự kiện toàn cầu 4 năm một lần của môn thể thao vua World Cup 2022. Hàn Quốc mới đây lên tiếng bày tỏ hy vọng Triều Tiên tiếp tục tham dự vòng loại World Cup 2022, bất chấp các lo ngại về COVID-19. Tại vòng loại World Cup, Hàn Quốc và Triều Tiên nằm cùng bàn hát. Tại lượt đi tổ chức ở Bình Nhưỡng, hai đội đã hòa nhau 0-0. Sau đó các trận đấu bị hoãn do Covid-19, sắp tới các trận đấu sẽ được nối lại và Hàn Quốc chuẩn bị đón tiếp người anh em miền Bắc trong trận đấu lượt về tổ chức ở Seoul. Phát ngôn viên Bộ thống nhất Hàn Quốc nói, chính phủ Hàn Quốc đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu liên Triều cũng như nhiều trận đấu khác. Chúng tôi hy vọng Triều Tiên sẽ tiếp tục tham dự vòng loại như nhiều quốc gia khác. Được biết hiện tại chưa rõ Triều Tiên có tham dự tiếp vòng loại World Cup hay không do nước này đang có các biện pháp gắt gao phòng chống Covid-19 như không tiếp đón người nước ngoài, hạn chế cho công dân ra nước ngoài và ngưng thông thương qua biên giới. Mở đầu phân tin trong nước là những thay đổi được kỳ vọng trong giai đoạn 2025-2030 của thành phố Hồ Chí Minh, đô thị năng động bậc nhất Việt Nam. Sở Nội vụ vừa có tờ trình gửi Ban nhân dân thành phố về công tác chuẩn bị xây dựng đề án chuyển một số huyện thành quận. Theo tờ trình, thành phố Hồ Chí Minh là đô thị loại đặc biệt. Các huyện Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn và Nhà Bè chủ yếu có vị trí cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh để kết nối với các tỉnh thuộc miền Đông và Tây Nam Bộ. Việc đầu tư xây dựng các huyện để thành lập đơn vị hành chính quận, chuyển các xã thị trấn thuộc huyện thành phường là hết sức cần thiết đề án sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 2021-2025 sẽ chuyển các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Thành Quần. Giai đoạn 2025-2030 sẽ chuyển Củ Chi và Cần Giờ, Thành Quần. Sau các hẹn thông xe dịp Tết Nguyên Đán 2021 đã lỡ, nhiều người dân đồng bằng sông Cửu Long kỳ vọng dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này sẽ được lưu thông trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận thế nhưng một lần nữa tuyến cao tốc huyết mạch này lại hàng đến cuối năm nay nếu tiến độ thi công thuận lợi Đến thời điểm này, dự án đã thi công đạt hơn 77% khối lượng, tuyến chính dài hơn 51 km đã được thông. Tuy nhiên, công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận, chủ đầu tư dự án cho biết, tuyến đường chỉ mới chạy thực nghiệm chứ chưa phải thông xe để đưa vào sử dụng. Mà khác do dự án triển khai thi công cấp bách, nhiều khu vực đất yếu chưa được xử lý dứt điểm nên nếu không thật cần thiết, không cho lưu thông để đảm bảo an toàn. Dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận có tổng vốn đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2013. Tuy nhiên, sau nhiều lần thay đổi chủ đầu tư và thay đổi cơ quan quản lý dự án công trình, đã bị đình trệ trễ hẹn nhiều năm. Trở lại với phiên tòa sơ thẩm xét xử đại án Ethanol Phú Thọ liên quan cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, sau một tuần đưa ra xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm. Theo đó, bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên phạt 11 năm tù, tổng hợp với các bản án trước đó là 30 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Thanh Hà, Trần Thị Bình liên đới bồi thường cho PVP số tiền thiệt hại hơn 543 tỷ đồng trong đó cá nhân ông Thăng phải bồi thường 200 tỷ đồng. Như vậy, trong 4 vụ trọng án bị xét xử bao gồm chỉ định thầu trái luật dự án Ethanol Phú Thọ, chỉ định thầu trái luật dự án nhiệt điện Thái Bình 2, bán quyền thu phí cao tốc trung lương và góp vốn trái luật vào Ocean Bank. Ông Đinh La Thăng đã gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 2.162 tỷ đồng và phải bồi thường tổng số tiền 830 tỷ đồng. Cập nhật về tình hình giao thông trong ngày, một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 1A, làm ít nhất 22 người thương vong. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Hà Nội Vinh. Khi đến địa phận xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An, thì bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo đang đầu bên đường. Sau tai nạn, một người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Có khoảng 21 người khác trên xe khách bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Một nạn nhân bị thương cho biết, có hơn 20 người trên xe lúc xảy ra tai nạn và đoàn đang đi lễ chùa đền ông Hoàng Mười ở Nghệ An. Tại hiện trường, đầu xe khách dính chặt vào đuôi xe tải, hư hỏng hoàn toàn. Vụ tai nạn khiến quốc lộ 1A qua đoạn này ủng tắc trong nhiều giờ. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa hoàn tất công tác khắc phục sự cố thông tuyến đường sắt Bắc Nam sau một vụ tai nạn giao thông giữa tàu lửa và xe container xảy ra trước đó. Thời điểm vụ việc xảy ra, xe container biển số thành phố Hồ Chí Minh đang chạy trên đường dẫn vào nghĩa trang liệt sĩ huyện Diên Khánh do tài xế lái xe container khi qua nút giao với đường sắt không quan sát đã bị tàu SE21 chạy hướng Bắc Nam tông vào. Hậu quả, xe bị tàu kéo lê hàng chục mét, đầu máy cùng 4 toa tàu hỏng nặng. Rất may, vụ tai nạn không xảy ra thương vong. Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa bắt gọn ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản tại khu vực vùng biển thành phố Cẩm Phả. Bước đầu, cơ quan công an xác định kẻ cầm đầu là Vương Quốc Tiến, sinh năm 1968, trú tại thành phố Cẩm Phả. Theo điều tra của cơ quan công an, từ năm 2015 đến nay, băng nhóm này đã đe dọa các chủ hàng cung ứng vật tư, thực phẩm trên biển cho những phương tiện vận tải biển khi neo đậu tại khu vực cảng Hòn Nét để thu tiền bảo kê. Mỗi đơn hàng trị giá tương ứng 1.000 đô la phải nộp 3 triệu đồng. Ước tính số tiền ổ nhóm này chiếm đoạt thu lợi bất chính lên tới hàng tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý những đối tượng có liên quan. Chính quyền tỉnh Gia Lai đang đau đầu với tình trạng ngày càng nhiều mỏ khai thác đá trái phép, hoạt động râm rộ bất chấp nỗ lực xử lý của cơ quan chức năng. Chỉ riêng năm 2020, tỉnh này xảy ra 88 vụ khai thác đá trái phép, hiện đã xử phạt hành chính hơn 844 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn những mỏ đá trái phép ngang nhiên hoạt động, dù chỉ cách trụ sở xã khoảng 3 km. Cụ thể, các mỏ đá trái phép vừa bị phát hiện nằm gần trụ sở ủy ban nhân dân xã Iapnon, huyện Đức Cơ. Hiện trường tại các mỏ đá đang có gần 500 cây đá khổng lồ, nặng hàng chục tấn nằm ngổn ngang. Một hố đá cây có dấu vết vừa được khoét vào lòng đất bằng máy móc cơ giới. Về thực trạng này, Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku cho biết, vụ việc đang được cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Tình trạng chính quyền nhiều địa phương buông lỏng quản lý dẫn đến việc hàng loạt công trình xây dựng trái phép, ngang nhiên tồn tại đang gây bức xúc trong dư luận. Đơn cử như tại tỉnh Phú Thọ, người dân địa phương đang rất bức xúc về việc hàng chục căn biệt thự trái phép mọc trên đất rừng tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Theo phản ánh của người dân, từ khu đất trồng mía và cây ăn quả lâu năm, nhiều đại gia đã đổ về đây để xây dựng loạt biệt thự trái phép vô cùng bề thế. Đáng nói là hoạt động xây dựng sai quy định diễn ra công khai giữa 3 ngày nhưng không được ngăn chặn. Sự thiếu quyết liệt buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương đang tạo nên tình trạng nhân luật trong quy hoạch, xây dựng và gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, lãng phí tài nguyên đất sản xuất của người dân. <laughs> Xin chuyển sang thông tin về an ninh trật tự, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Lạc Thư, 46 tuổi, nguyên phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Asia Pharmacy, 20 năm tù về hành vi sản xuất tân dược giả. Theo cáo trạng, đầu năm 2018 đến khi bị bắt, bị cáo này tổ chức sản xuất buôn bán một số thuốc tân dược có thương hiệu tại nhà riêng ở quận 11. Bị cáo đã mua nhiều loại thuốc chưa được kiểm tra chất lượng để các nhân viên cán ép thành viên, đóng hộp, bao bì in nhãn mát các thương hiệu độc quyền rồi tuồn ra thị trường. Phần lớn lượng thuốc giả được giao cho các đầu mối do giá rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm thật. Cơ quan điều tra xác định, lượng hàng giả mà đường dây của Thư sản xuất có giá trị tương đương với hàng thật là gần 2 tỷ đồng. Mới đây, một tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, khiến một nam công nhân tử vong do vết thương quá nặng. Thời điểm xảy ra sự cố, một nhóm thợ đang đào đất thi công ống thoát nước trên đường Phạm Ngọc Thạch, giao đường DX051. Công trình đường ống thoát nước có độ sâu khoảng 5m, rộng 3m. Khi xe cẩu đang xúc bất ngờ, đất sụp lúng từng mạng lớn. Lúc này, hai nam công nhân bị đất cuốn vùi lấp xuống hố hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng một người đã tử vong ngay trên đường đến bệnh viện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ với những hình ảnh đẹp dễ thương mà thu thủy thường chia sẻ cùng quý vị trong bức ảnh trong ngày. Bức ảnh của bản tin tối này là hình ảnh già nua rèo rã của một chiếc xe máy cũ nát nhiều không, không đèn, không còi, không giấy tờ, không biển số, vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thu giữ. Đây cũng là một trong hàng ngàn chiếc xe cũ nát mà thành phố quyết tâm thu hồi xử lý triệt. ở góc độ những người lao động bình dân, xe bị thu hồi họ sẽ mất đi cần câu cơm nhưng ở góc độ lợi ích cộng đồng một chiếc xe cụ nát được thu hồi xử lý triệt để là một nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng một tác nhân ô nhiễm môi trường được xóa đi vấn đề mà người dân quan tâm nhất lúc này là đồng thời với việc thu hồi xử lý xe máy cụ nát chính quyền địa phương cần có phương án hỗ trợ mua mới phương tiện hay có kế sinh nhai thay thế cho người dân phần lớn là hộ nghèo Thưa quý vị, trên các nền tảng kênh truyền hình FBNC, YouTube FBNC và Facebook FBNC, chúng tôi liên tục cập nhật những nội dung trong nước và quốc tế mới nhất qua các bản tin, tỷ giá giá vàng, bản tin kinh tế hôm nay 16 tháng 3 và tin nóng 24 giờ và sáng mai ngày 17 tháng 3. Quý vị hãy bắt tín hiệu với FBNC và theo dõi nhé. Sau đây là những nội dung đáng chú ý trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Ở bản tin kinh tế BNC, e ngại Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Thủ tướng Canada Justin Trudeau mới đây đã bác bỏ khả năng sớm mở cửa lại đường biên giới chung với Mỹ. Thủ tướng Trudeau cho rằng, ngày này chắc chắn sẽ đến, nhưng không phải là ngay lập tức, và kêu gọi người dân kiên nhẫn chờ đại dịch qua đi. Giá nhiều nguyên liệu tăng cao đang gây khó khăn cho không ít doanh nghiệp trong nước, bởi phần lớn nhiều nguyên liệu là nhập khẩu, ngành nhựa còn chịu thêm sức ép từ việc các nhà máy ở Mỹ và châu Á vào mùa bảo dưỡng, giảm lượng sản xuất. Giải pháp nào sẽ có cho doanh nghiệp nhựa Việt lúc này? Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết trong bản tin Kinh tế FBNC 16 tháng 3 giá vàng thế giới tăng giảm chớp nhoáng khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ bà Janet Yellen nhận định làm phát tại nước này là không đáng kể, bất chấp các gói cứu trợ kinh tế khổng lồ đã được ban hành. Tại Việt Nam, và miếng SJC và vàng nữ trang tiếp tục chứng lại. Trong một thông tin khác tại Israel, các nhà khảo cổ đã phát hiện được một kho báu vàng từ thế kỷ thứ 8. Thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin tỷ giá vàng chứng khoán PNC hôm nay. Các tạc không chỉ là câu chuyện ở Việt Nam. Tại Trung Quốc, vấn nạn trên đang buộc nước này triển khai hẳn một chiến dịch lớn truy bắt các băng nhóm khai thác cát trái phép. Thông tin chi tiết về giải pháp rắn của Trung Quốc sẽ có trong tin nóng 24 giờ sáng 2, 17 tháng 3. Bản tin tối của MBNC với những thông tin nổi bật trong ngày và diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong nước sẽ có trong những bản tin tiếp theo đã được Thu Thủy giới thiệu đến cho quý vị. Hãy cùng MBNC trên các nền tảng, kênh truyền hình, YouTube, Facebook cập nhật những thông tin hữu ích nhất mỗi ngày nha quý vị. Còn bây giờ Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.